Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống, chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Ổ dịch mới ở Bắc Giang tăng lên 18 ca, 54 cán bộ là F1. Trong số các ca mắc COVID-19 mới có một trường hợp lắp đặt trạm tăng âm loa đài cho Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lan ngày 24 tháng 10 và tiếp xúc với nhiều người. Lũy kế các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch này là 302 người, trong đó có 54 F1, 1057 F2 là cán bộ công chức. Xác định đây là ổ dịch phức tạp với mức độ lây lan nhanh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên đã kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, hiện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan của huyện và các xã, thị trấn, lấy mẫu xét nghiệm hơn 9.000 người dân xã Thượng Lan và gần 1.400 học sinh trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 2. Huyện Việt Yên cũng ra quyết định phong tỏa thôn Hạ, đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát để hạn chế người ra vào xã Thượng Lan, dừng toàn bộ những hoạt động không thiết yếu của xã. Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, công tác dập dịch của huyện Việt Yên đã đi đúng trọng tâm, ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát. Một vài ngày tới, ổ dịch có thể vẫn xuất hiện các ca mắc, chủ yếu là các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly hoặc ở những đối tượng chưa được tiêm phòng, trẻ em, học sinh. Tại thôn Hạ và toàn xã Thượng Lan đã có hơn 70% người dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngày 28 tháng 10, có 4.892 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 15 tỉnh thành, 1.649 bệnh nhân khỏi. Các tỉnh thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau: thành phố Hồ Chí Minh 1.069, Đồng Nai 745, Bình Dương 618, An Giang 286, Tây Ninh 190, Hà Giang 184, Kiên Giang 160, Tiền Giang 139, Cần Thơ 138, Quảng Nam 129, Sóc Trăng 128, Bình Thuận 116, Long An 93, Trà Vinh 92, Phú Thọ 81, Đắk Lắk 80, Cà Mau 78, Gia Lai 58, Nghệ An 43, Bến Tre 39, Hậu Giang 39, Nam Định 38, Hà Nội 31, Thừa Thiên Huế 31, Khánh Hòa 30, Đồng Tháp 26, Vĩnh Long 25, Ninh Thuận 22, Thanh Hóa 22, Hà Nam 21, Lâm Đồng 20, Bà Rịa Vũng Tàu 19, Bắc Ninh 12, Phú Yên 10, Quảng Ngãi 9, Quảng Bình 9, Vĩnh Phúc 7, Quảng Trị 7, Kon Tum 6, Đắk Nông 6, Bình Định 5, Đà Nẵng 4, Bắc Giang 3, Hưng Yên 2, Lào Cai 2, Quảng Ninh 1, Lạng Sơn 1, Thái Nguyên 1, Yên Bái 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bạc Liêu, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai, Hà Giang, Bình Dương. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong 7 ngày qua 3.980 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 905.477 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 900.669 ca, trong đó có 811.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.649, tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi 813.963, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.687, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.803, thở oxy dòng cao HFNC 446, thở máy không xâm lấn 99, thở máy xâm lấn 319, ECMO 20. Từ 17:30 ngày 27 tháng 10 đến 17:30 ngày 28 tháng 10, ghi nhận 54 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 25, Bình Dương 6, Tiền Giang 4, Long An 4, Tây Ninh 4, Đồng Nai 3, Sóc Trăng 2, Kiên Giang 1, Cần Thơ 1, Đắk Lắk 1, Bạc Liêu 1, An Giang 1, Ninh Thuận 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 60 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.910 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 116.209 xét nghiệm cho 201.090 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 21.900.217 mẫu cho 59.785.860 lượt người. Trong ngày 28 tháng 10, có 1.170.967 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 77.145.612 liều, trong đó tiêm một mũi là 54.520.772 liều, tiêm mũi 2 là 22.624.840 liều.
Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày, Bộ Y tế tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 khu vực. Bộ Y tế tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 khu vực 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Bộ Y tế xây dựng báo cáo tổng hợp các hướng dẫn về cách ly y tế, đúc kết các bài học kinh nghiệm, các vấn đề liên quan trong thực tiễn triển khai tại địa phương. Tính đến ngày 27 tháng 10, có 63 trên 63 tỉnh thực hiện đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128, trong đó 7.264 xã phường cấp độ 1, 3.126 xã phường cấp độ 2, 145 xã phường cấp độ 3, 67 xã phường cấp độ 4, theo công bố cấp độ dịch của các địa phương trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức ở thành phố đồng loạt triển khai các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Bình Dương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi vào tháng 10 năm 2020. Nam Định, ngành y tế Nam Định tập trung nhân lực tiêm vaccine trên diện rộng, đặt mục tiêu đến hết ngày 28 tháng 10 sẽ tiêm xong mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi, ước tính khoảng 180.000 người ở toàn bộ địa bàn 25 phường. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh lý giải việc chỉ cho phép thành phố Thủ Đức và quận 7 bán rượu bia tại chỗ. Sáng ngày 28 tháng 10, bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tại điểm cầu trực tuyến ở thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã chia sẻ với báo chí về việc mở lại dịch vụ ăn uống phục vụ khách tại chỗ trên địa bàn thành phố. Cụ thể, lý giải nguyên nhân chỉ cho phép các cơ sở, hàng quán thí điểm bán kèm bia rượu tại thành phố Thủ Đức và quận 7, ông Phan Văn Mãi cho biết thành phố muốn thí điểm để có thực tiễn, nếu tình hình tốt, cải thiện sẽ triển khai nhân rộng cho các quận huyện còn lại của thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong lúc này có ý kiến cho rằng bán ăn tại chỗ thì không nên cho bán cả bia rượu, nhưng có ý kiến lại cho rằng nên được bán, tức là phải dựa trên kế hoạch, kết quả thí điểm. Trong văn bản có ghi rất rõ, thời gian thí điểm là đến ngày 15 tháng 11. Ngoài việc giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai địa phương này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cũng sẽ theo dõi, đánh giá và sơ kết, rút kinh nghiệm để tính tiếp. Cũng theo ông Mãi, chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý để khi hàng quán mở lại bán tại chỗ nhưng chỉ được phục vụ tối đa 50% công suất, đảm bảo thực hiện 5K. Các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống đảm bảo thực hiện phòng chống dịch theo bộ tiêu chí của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin thêm về kế hoạch đảm bảo sinh kế cho người dân, trong đó có bán hàng rong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sắp tới thành phố sẽ mở dần các dịch vụ gắn liền với sinh kế của người dân, tuy nhiên cũng phải tính toán trật tự đô thị, chứ không phải mở cửa cho bán ăn tại chỗ thì lấy vỉa hè làm quán nhậu, lấy lòng đường làm chỗ để xe. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến trong kiểm soát, số ca dương tính hàng ngày không tăng đột biến, số chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thành phố Thủ Đức, các quận huyện đang tiến hành sơ kết, củng cố lại hệ thống nguồn lực để vừa kiểm soát dịch, vừa mở cửa cũng như chuẩn bị nếu như có tình huống mới xảy ra. Đắk Lắk có hơn 800 ca COVID-19 cộng đồng trong 14 ngày. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tại địa phương xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm chưa được kiểm soát hết, nhiều ổ dịch mới xuất hiện trong cộng đồng, số ca nặng nguy kịch tăng nhanh, tỷ lệ tử vong tăng trong thời gian ngắn. Chỉ trong 14 ngày qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.155 ca mắc mới, trong đó có 832 ca phát hiện trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 72%. Trong 7 ngày gần đây, mỗi ngày cứ trung bình 150-180 ca dương tính với SARS-CoV-2. Dự báo số lượng ca mắc mới còn gia tăng trong thời gian tới. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, nguyên nhân khiến các ca bệnh tăng cao là lượng người từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương tránh dịch. Đợt đầu tháng 10, trong đó có nhiều người không khai báo hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 nhưng không thực hiện tốt biện pháp phòng dịch. Chỉ trong tháng 10, hơn 34.000 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về Đắk Lắk phát hiện 273 ca COVID-19. Trong số này có hơn 11.000 người chưa được tiêm vaccine, hơn 12.000 người đã tiêm mũi 1. Bên cạnh đó, còn có các yếu tố khác cũng đang lây nhiễm dịch bệnh cao trong cộng đồng như tình trạng tụ tập đông người, tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Đến nay, hơn 38% người dân ở Đắk Lắk đã tiêm mũi 1, hơn 7% tiêm mũi 2. Theo đánh giá của Sở Y tế, so với cả nước, Đắk Lắk là tỉnh có tỷ lệ người dân tiêm chủng rất thấp. Nằm trong kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nhân lực, đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy và các trang thiết bị y tế như xe cứu thương, xe X quang di động, máy lọc máu, thuốc đặc trị COVID-19 và 200.000 liều vaccine COVID-19. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 3.650 ca mắc COVID-19, trong đó 2.052 trường hợp đã khỏi bệnh, 24 người tử vong.